Núi Tà Cú có chiều cao gần 700 mét, trước đây là một ngọn núi lửa, còn ngày nay đã trở thành khu rừng bảo tồn thiên nhiên quốc gia với hệ thống động vật và thảm thực vật vô cùng phong phú, có nhiều loài còn nằm trong sách đỏ. Đến với Tà Cú là một hành trình ấn tượng, mà ở đó du khách được thưởng ngoạn thiên nhiên kỳ vĩ, được trải nghiệm những điều mới mẻ và thú vị khó nơi nào có được. Để di chuyển lên núi Tà Cú, bạn sẽ có hai lựa chọn. Nếu đi bằng đường bộ, bạn sẽ đi qua cung đường chinh phục đỉnh núi Tà Cú dài khoảng 2.290 m với bậc đá trên những con dốc treo leo khúc khuỷu. Tại đây, bạn cũng sẽ được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ mộc mạc đến từ những cánh rừng nguyên sinh. Và đi cùng với đó là khí hậu trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, bầu trời xanh ẩn hiện trên những tán cây làm cho bạn có thể ngắm nhìn thung lũng bên dưới trong những lớp sương khói mờ ảo, trông giống như đang lạc vào chốn thiên đường tiên cảnh thiên nhiên. Nếu không yêu thích leo núi, bạn có thể lựa chọn cho mình trải nghiệm ngắm cảnh trên hệ thống cáp treo để đến đỉnh núi. Chỉ 15 phút ngồi trên cáp treo, bạn đã được nhìn ngắm cảnh quan kỳ thú tại đỉnh Tà Cú, thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh thành phố Phan Thiết. Đường bờ biển Mũi Né hay hải đăng Kê Gà. Một phong cảnh thiên nhiên ngút ngàn cây xanh, núi non hùng vĩ. Đến với núi Tà Cú, bạn không những chiêm ngưỡng được quang cảnh kỳ vĩ của khu rừng mà còn có những điểm tham quan và công trình kiến trúc thú vị. Đặc biệt là quần thể chùa, từ chân núi lên đến đỉnh núi, bạn có thể dâng hương lễ Phật và chiêm bái ba ngôi chùa nổi tiếng. Đầu tiên phải kể đến là chùa Linh Sơn Trường Thọ, nằm ở lưng chân núi ở độ cao 420 m. Đây là ngôi chùa có lối kiến trúc đồ sộ và độc đáo, nổi tiếng với tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn ở tư thế nằm dài 49 m và cao 11 m, lưng dựa vào núi, gối đầu lên tay. Bức tượng nằm ở sườn núi cách chùa 100 m, được xem là bức tượng ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Tiếp đến là chùa núi Tà Cú. Đây là ngôi chùa được xây dựng hướng theo địa hình núi và mang lối kiến trúc đặc trưng chùa chiền theo trường phái Phật giáo Bắc Tông. Hơn nữa, chùa này vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính. Cùng với đó là ba pho tượng Phật lớn gồm tượng Phật Di Đà, tượng Quan Thế Âm và tượng Đại Thế Chí màu trắng được đặt ngay khuôn viên, làm tăng lên sự nổi bật và sắc đẹp linh thiêng giữa núi rừng. Cuối cùng là chùa Tổ, ngôi chùa mang đậm phong cách kiến trúc thời Nguyễn. Trong khuôn viên chùa còn có một hang sâu trong núi gọi là hang Tổ, với độ sâu khoảng 100 m, gắn liền với truyền thuyết kỳ bí về đấng giác ngộ đã tịnh độ tại đây. Thiên nhiên hùng vĩ, cảnh chùa cổ kính, tượng Phật trầm tư, dấu thiên của cha ông từ thuở khai sơn cách đây hàng trăm năm tuổi luôn ẩn chứa một vẻ đẹp khiến du khách ngỡ ngàng.